Em xin chào tất cả mọi người Trong cái clip hôm nay Em sẽ hướng dẫn mọi người Cái cách mà kiểm tra Cái điện thoại iPhone Tự nhiên nó bị mất âm thanh Nó chỉ rung thôi Và khiến cho rất là Nhiều khách hàng cảm thấy phiền tối Vì không biết chỉnh Ở chỗ nào Thì ở đây Trước mắt em là hai cái điện thoại Một con iPhone 8 Plus Là cái con này Dành cho những cái cử chỉ Và những cái thao tác cũ Và đây là cái iPhone đầy mới iPhone 11 Để em hướng dẫn anh chị Làm theo cái cách Mà những cái iPhone đời mới nhất uh, Thao tác giống y chang Thì uh, Rất là nhiều anh chị uh, Lần đầu tiên xài điện thoại Thì khi mà Về xài vô tình gạt cái nút gạt khung này xuống Đây anh chị thấy cái nút gạt khung này gạt xuống Thì khi cái nút này gạt xuống á thì người ta điện tới nó sẽ không đổ chuông mà nó sẽ rung thôi. Đây cũng vậy, gạt xuống. Thì anh chị nhớ kiểm tra giùm em. Anh chị nhớ gạt lên. Gạt xuống nè là nó không đổ chuông, anh chị gạt lên. Đây, đây là cách thứ nhất. Và tiếp theo cách thứ hai đối với những cái anh chị nào mà xài cái uh, phím trợ năng đây là cái phím trợ năng nè đây là phím trợ năng thì em sẽ chỉ cho anh chị sơ về cái phím trợ năng này mà rất là nhiều anh chị sai lầm không biết sử dụng nó thì đây đây là cái phím trợ năng thì cái iPhone nào cũng thấy nó gần như là giống nhau hết đây là cái phím trợ năng ha anh chị xem nếu mà anh chị bấm vào đây và anh chị vô tình bấm vào thiết bị và ngay chỗ cái bật tiếng này nè. Khi mà anh chị gạt cái nút gạt rung này lên thì cái chỗ bật tiếng này nó sẽ có dấu chéo gạt lên. Anh chị thấy đây là gạt lên. Và ở đây nó có dấu chéo. Anh chị lưu ý là khi mà cái dấu chéo ở đây trên cái chuông nó có thì mọi người điện vào nó mới đổ chuông. Anh chị lưu ý giúp em đây anh chị xem khi mà anh chị thấy cái dấu chéo ở trên cái chuông có nghĩa là điện thoại tới nó mới đổ chuông rất là nhiều khách hàng tới cửa hàng em nhờ em chỉnh điện thoại em vẫn thấy cái nút này gạt lên đây là em vẫn thấy cái nút này gạt lên nhưng điện tới vẫn không đổ chuông thì cái đầu tiên mà một người thợ kiểm tra là bấm vào phím trợ năng và bấm vào thiết bị xem coi cái này có tắt hay không nếu như cái nút này gạt lên mà anh chị tắt như thế này trong khi cái nút này vẫn gạt nè rất là nhiều anh chị sai lầm không gạt cái nút này xuống nhưng nó vẫn không đổ chuông thì đây đây là cái nút không đổ chuông anh chị lưu ý cái thứ hai là anh chị bật không làm phiền đối với cái máy đời iPhone từ iPhone X trở lên thì anh chị vuốt vào uh, trung tâm điều khiển thì anh chị bật không làm phiền là cái hình mặt trăng này nè đây là hình mặt trăng lưỡi liềm khi mà anh chị bật lên thì cuộc gọi điện tới cho anh chị cuộc đầu tiên là sẽ không đổ chuông và nó báo máy bận khi anh chị điện thêm một cuộc nữa thì nó mới đổ chuông còn đối với cái iphone đầy cũ thì ở dưới này vuốt lên nó chỉ khác cái thao tác là bên đây vuốt xuống và ở dưới vuốt lên đối với cái iPhone mà nó có phím Home và màn hình tràn ra thì ở dưới vuốt lên và từ iPhone 8 trở về trước 8 tâm lút trở về trước còn từ iPhone X trở về sau thì vuốt trên vuốt xuống thì anh chị lưu ý là cái hình mặt trăng này anh chị phải tắt nó đi lưu ý giúp em đây là hai cái vấn đề cơ bản mà rất là nhiều khách hàng gặp phải trong cái quá trình sử dụng là lý do là tại sao mà điện tới mà nó không đổ chuông là lý do chỉ có hai vấn đề đó